Đây rồi. Ui. Ôi xoạc. Này bác xem đá phạt luôn cho cẩn thận nhá. Giới thiệu với anh em trang web giao dịch thẻ chiết khấu cao kho thẻ365.com. Chỉ cần đăng ký tài khoản là bạn có thể mua thẻ game với chiết khấu lên tới 6% và chuyển sò Garena là 10%. Ngoài ra còn hỗ trợ anh em đổi thẻ cào với chiết khấu cực kỳ thấp. Hãy đến với kho thẻ365.com. Ta vào lôi con tên anh em ơi. Hiện tại trên tay tôi đang là một gói Top Galaxy bao gồm Icon Zomon gói Van Basten và HG50 cộng 8 chỉ định anh em ạ. Không biết là đua top bao nhiêu thì mới nhận được gói này anh em nhỉ. Lionel Messi. Cờ gì đây? Anh Harry Kane à? Cuộc đời Harry Kane đâu ta? Ui mà mình cờ anh là chuẩn bài rồi mà. Ui Harry Kane đâu, có hai con thôi mà, tiếc quá Lương ơi. À chúng ta mở gói Basen ITM xem nào, hình như là hết phôi số 30+2 thì phải. Ui dã man. Hà Lan ST và Basen, một trong những con hàng ITM tiếp theo được anh em săn đón rất nhiều, chỉ số lên đến 124 ở mức thẻ cộng 1. Uầy, sánh ngang với cả Ronaldo béo luôn mà, so chỉ số với Ronaldo béo nhá. Thọt hơn mà tốc độ anh em ạ. Thọt hơn rất nhiều về mặt tốc độ, nhưng khả năng sút xa này, lực sút này nhỉnh hơn rất nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ là để mức level 1 mà tốc độ trong 22, trong 21 là cũng gọi là chấp nhận được. Ai cha, cho cả test thế này anh em nhỉ, test này cho chất lượng đúng không? Full AC Milan luôn anh em ạ. Ok, sau khoảng tầm 5 phút sau tầm 5 phút thì tôi đã xếp được full team AC Milan anh em ạ. Đó, vừa khít lô đít luôn. Ok, nào, ngó qua quả Van Basten khi mà búp team color AC Milan. Chúng ta có gì? Cho 5 level đi cho nó chất lượng nhờ. Sức mạnh 130, tăng tốc 129 à. Tốc độ 128, con này tôi nghĩ phải lên cộng 5 mới ngon đấy nhờ. Dần chúng ta có sút xoáy đánh đầu mạnh này và sút tầm má ngoài tinh tế nữa. Ui, trong chỉ số dứt điểm kìa, 138, được sút 134 luôn kìa. Có lẽ lên cộng 5 thì sao ta? Có mẹ, cộng 5 chính là một món quà nhá. Cộng 5 chính là một món quà anh em ơi. Trời ơi, hai cộng 5 mình nhìn này, được sút 140, dứt điểm 144 này, nhìn tốc độ mê chưa? Khả năng là Khanh phải lên tí cộng 5 đấy Khanh ạ. Đợi tí anh em ơi, test quả trận danh nhá, xong bắt đầu pha nhá. Có 3% chắc phải làm tí đánh đầu nhờ. Ui, có mà. Cảnh cáo nhá, cảnh cáo con vợ GK nhá. Qua đầu Ronaldo béo là vào đấy. Con mẹ mà không qua được hàng rào luôn mà. Nô béo đã donate cho Tai Gigi 10.000. Anh cáo nô béo. Em mới cho bay team Real để làm mân đàn, donate để test đội hình. Được luôn, xong rồi. Vào việc. Sân trơn à. Ủa, xúc phạt chán thế, xúc phạt tệ vãi bều. Ủa, Van Basten đéo biết xúc phạt anh em ạ. Em yếu chọn dấu tên đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Ủa, anh cảm ơn chọn. Đợt này A giả khó tính thế. Làm sao? À mày ép lên liền. Đây rồi, thôi rồi, nếu mà không có Van Basten gàn thì mình có Hulit vậy. Mày ép lên luôn cho cẩn thận. Anh cảm ơn chọn nhá. Cờ lê cái đầu không? Cái gì đó mà cờ lê? Cờ lê với chúng tôi này. Van Basten. À. Sao nhở? Ui, giật quả xong rồi DD kìa. Không xử lý trong vòng cấm chứ mượt mà chứ đúng không? Không được. Dấu tên đã donate cho Tai Gigi 100.000 đồng. Chả hiểu kiểu gì không có thu nhập thì stream ăn xê. Đây rồi. Được hay chưa? Bao lâu phút chơi? Thì vừa donate cái. Vừa đô lên cái anh có ghi bàn rồi, anh cảm ơn Thìn nhá. À, một pha đê thường có lực đến từ Van Basten nhá. Đây rồi, mẹ hiệp 2 trở lại liền. Đừng nhá, đừng bảo Van Basten là phôi anh em ơi. Đừng bảo Van Basten là phôi nhá. Một con hàng ITM xứng đáng đấy, được xếp trong hàng ngũ top ST nhá. Má, xoạc nhiều này. Này bác sen đá phạt luôn cho cẩn thận nhá.
Sao? Sao? Alo? Ui, đá phạt kìa, vẽ cái đường cong kìa. Mày đỡ. Này, ui Van Basten. Ui, đá phạt còn được ấy nhở, đỉnh 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 em ơi. Tập trung đúng bóng vào Van Basten thôi. Ui. Vãi cả bìu, ui Van Basten dứt điểm kìa. Ui, dê bóng kìa. Dê bóng dính chân kìa. Dứt điểm kìa, EC kìa. Đau đớn cho em trai. Basten đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chạy được, chạy được, chạy được nhá. Dê thủ môn cái. Đê đê. Cò mã. Ủa, chạy chỗ băng cắt này, tạt cánh đầu này thì ok. Bàn này làm tôi liên tưởng đến bàn thắng của tôi khi mà lưới của CA7 chớ chứ kìa. Bước 1 này. FD sao đỡ nhở? Không được. D thường. Ui. Ui, chân trái kìa. Chân trái ảo ma Canada đến từ Van Basten. Ê, có khi ZD không ngon nhưng mà D thường lại ngon nhỉ. Chân trái nghe về tín hơn một tí anh em ạ. Mày tỉnh này, bước 1 này. Thằng cháu chắt này. Tập DD cho mày sợ này, không được. Mày lắng nghe tiếng bước chân đến từ Van Basten. Ok, lên cộng 2 là khác bọt nha. Lên cộng 2 là khác bọt đấy, cộng 3 thì không đủ phôi em ơi, cộng 3 không đủ phôi. Basten di chuyển này, ui hay chưa? Đừng khen nha. Mày di chuyển kìa. Di chuyển khôn vãi nồi luôn đấy. Thêm quả cái nháy quy trên đầu nữa. Basten di chuyển. Đây rồi, xong con vội rồi. Ui ai đè được nhờ, ai đè được nhờ. Qua người, sẽ đè vào. Vãi cả lều. Ok, mượt mà ấy nhở. Cụ bắt đầu nhá, lên cộng 2 nó bắt đầu mượt mà anh em ơi. Con này chuẩn phải đá cộng 3 thật. Đúng rồi, chuẩn phải đá cộng 3. Thì ok, ổn không em? Nào, Basten này. Ba chạm cái, rồi ZD là vào, skill cái đã. Nói gì đi? Nói gì ở Van Basten này đi anh em ơi. Nói gì đi? Alo, anh em nói gì hư hỏng với ở Van Basten đi anh em. Mẹ mày cộng 2 dê bóng nó mượt hẳn. À mày uy tín, cộng 1 uy tín nha. Ui, ZD kìa. Ủa, khỏe chưa kìa. Ui, Van Basten kìa. Nào, nói gì về cái chân trái của Van Basten đi anh em. Ui, trông nó tì đè kìa. Này, mày này, nào. Nào, mày làm gì? Dứt điểm kìa, cộng 2 thì dứt điểm khỏe điên luôn mà. Cộng 2 uy tín anh em ơi, cộng 2 uy tín nha. À, ngoài 4 bàn chưa ạ? 4 bàn, 34 phút. Hôm nay cụ có gì? Có FD, có đá phạt này. Có D thường này. Có skill này. Nào, BST chưa? Ui, hay vậy. Xúc cái điệu vậy. Ui, 2 bàn đi chống trượt. À, chống ao. Mày chả hay quá nhờ. Hay quá nhờ. Ờ, ta ở bên Hàn toàn sử dụng Van Basten thôi. Chứ ít khi sử dụng Hungry á. Đây là lý do này. Đây là lý do. Ok. Lý do tại làm sao Van Basten được chọn là top 1 ST ở server Hàn chứ không phải là dô béo. Đấy là lý do. Ui, con mẹ mày tí siêu phẩm. Đê thường. Đê thường. Được anh em. Em fake mấy quả cái là em đâu béo chớ ngay mà. Đây này.
đây rồi. Uầy. Uầy. FD mất vệ sinh vãi bìu. Uầy. Lực đấy, chân trái ngon chân phải anh em ạ. Ôi xoạc. Hả? Uầy vãi cả bìu à. Đỡ đi. Nào. Đỡ đi. Mày nói gì đó dơ bẩn với cả cụ va bắt sen đi anh em. Uầy lực vàng bóng đi hiểm điên luôn mà. Ăn hai quả FD luôn. Hai cái gáo nước lạnh luôn mà. Nói chung là tổng kết lại những bàn thắng của Van Basten thì tôi nghĩ là cụ này nên đá ở mức gọi là từ cộng 3 đổ lên. Đấy, từ mức thẻ cộng 3 đổ lên thì đá sẽ ổn. Tôi nghĩ là vậy. Chung về AI di chuyển thì tương đối là ảo. Mỗi tội là thật sự là tôi khiển nó phải tầm 5 sao kỹ thuật thì nó mới mắc binh em ạ. Còn 4 sao kỹ thuật này có mấy cái skill qua người các thứ mình làm nó không mượt. Đấy, là tôi nghĩ là một ngày không xa tôi sẽ được test quả cụ Van Basten ITM cộng 5 này. Đấy, trong tất cả clip review của tôi thì không có những tình huống đánh đầu, anh em thông cảm tôi nhá. Anh em mà thấy hay có thể like cho tôi phía dưới cái comment, phía dưới cái video này nhá. Cảm ơn em rất nhiều.